Tự tự nhiên vô cầu tiêu ngồi chụp hình. Bảy ngày đúng. Rồi anh làm xong suy nghĩ làm sao? Cảm nghĩ gì? Trời đẹp mà, không ngờ mình giỏi vậy mà. Trời ơi, mình giỏi mà mình không hay luôn á. Mèo khen mèo đuôi dài. À, cũng nhận nhìn á, thiệt con trời giật cái tối ôm mền vô đây ngủ cũng ngon nữa, cũng vừa sạch nha. Ok, goodbye. Rồi. Hôm nay ông xã được nghỉ vacation. Cái này là cái chót của ảnh làm nè. Thay cái toilet này. Cái này cũ. Cũ rồi giờ mua đồ về thay. Cái này là trước đây nè, đó đập ra nè. Cậy ra rồi mình thay gạch mới. Hử? Thay hết toàn bộ. Bây giờ mình coi ha. Cái này là before nha. Coi after ảnh làm sao. Cái kiến nữa. Kiến chế tự nhiên thấy hình ông ơi. Ok. Thấy hình đang quay cả. Rồi. Rồi. Nghỉ vacation. Cái chóp tưởng được nghỉ vacation relax chứ. Được nghỉ ngơi chứ mà rốt cuộc có nghỉ ngơi đâu. Giờ phải sửa nhà, sửa cửa. Tự sửa nhà, sửa cửa. Giờ phải lấy gạch men ra hết, rồi gắn gạch men mới. Mà cái tường này còn chắc quá ha, hả? Đâu cần phải thay cái tường mới ha. Cái này á, làm cái này mai mốt làm rộng ra làm thêm cái bồn tắm nữa. Tại vì vài năm nữa là già là đi lầu tắm hết nổi rồi. Nên phải làm thêm bồn tắm đây. Đứng đây tắm luôn cho nó xong. Rồi xong rồi mấy món tắm xong rồi rồi ăn ngủ ở đây luôn. Một tầng luôn. Ừ. Giờ lên lầu tắm hết nổi rồi. Yeah, già cả rồi. Phải tháo nó ra chứ hả? Mà từ từ tháo từ từ. Sẵn ngày mai đổ rác mình tháo rồi đổ rác từ từ. Mà đổ ít thôi chứ không phải đổ nhiều nha. Mấy cái đồ construction này, gạch đá này á, mà mình đổ rác nó không có nhận đâu. Mình phải chia. Làm cái này không cần license hả? Ừ, cái này handyman job mà license. Ủa vậy cái license cái kỹ sư của ông có nó có tắt hoặc hút quá mà thở ống nước luôn hả? quay đây nè, đang quay nè, làm thở ống nước luôn. Đồ cũ này nọ nó hôi hôi hám. Cái toilet nó dơ quá, hôi quá. Đó. Handyman đâu cần bằng. Gì? Cái đó như lại làm rỉ sét ớn. Nó đang nói the ugly yellow kìa. Nhà con đó nha. No, it was the old house that had it. Lấy cái tủ ra, tủ kiến, tủ thuốc á hả? Tủ kiến. Mai mốt còn phải thay luôn cái quạt hút nữa kìa. Tự nhiên cái trần đâu có lòi hoặc hút ra xấu quá. Nhìn thấy ghê.
Thấy ra thấy đóng bận gớm ha. Sáp mà cho quát nó rinh quá. Mình phải thay. Ghê quá. Cũng có rỉ đó. Bây nó... giờ nó làm thêm cái loại. Hồi đó nó còn... kêu là gì mỡ bò. Đâu có bậy. Cái này á sáp. Không có mỡ bò, nó bậy. Vậy hả? Thì mấy ống nước là thường thường hay chép mỡ bò vô để... Bậy nữa. Vậy hả? Cái này là sáp, nó chưa bằng quát. Cũ nó làm biến. Nó để chồng lên ha. Ừ nè, nó để chồng lên nè. Một lớp gạch rồi xong nó còn chồng thêm một lớp gạch nữa. Làm biến, nó không lấy ra. Như là hôm nãy là cũng ẩu, thay vì cái sàn gỗ là nó phải đóng miếng lưới sắt lên, chứ không thôi sàn bập bền đi là nứt gạch bể gạch hết. Lúc đầu còn tính nữa làm biến nữa, lát lên luôn nữa chứ. Nhà mình là biến gì nó không tháo gạch ra, nó đem nó lát chồng lên, để một lớp gạch chồng lên. Gỡ ra hết rồi, nhìn thấy dơ giấy quá trời. Đóng lưới xong rồi mới lót gạch hả? Đóng lưới chứ nè, xong rồi chét xi măng mới lót gạch. Đây nè, gạch nè, mua nè, màu này sáng, trong một tấm sáng hơn cái màu của cái bếp. Đó, cái màu gạch đây nè, của quần tắm nè, cái toilet nè, sáng hơn cái màu của bếp. Phải đóng lưới dưới sàn xong rồi mới đổ xi măng lên, rồi mới để gạch lên. Lấy cái máy em cắt hả? Ừ, cái máy cắt gạch á. Gạch á. Làm có toilet nhỏ xíu. Cho người vô cũng không được nữa. Ủa mà sao xi măng trắng à? Không, cái loại này nó mắc tiền hơn cái loại kia. Nên nó tốt hơn. Cái này nó làm này. Sạch sẽ ha? Sạch sẽ, đẹp. Chẹp. 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 Sửa nhà riết nhìn cũng pro dữ. Nghèo ấy vậy á. Không có tiền mướn thợ. Lấy cho miếng gạch xem. Happy Father Day ba. Yeah, Father Day là nè nè. Để lên keo khôn. Ừ, cái đó rồi, trời ơi, sơn cái nào sơn cái chín thôi ông ơi. Này mới có sơn lót nữa phải không? Thay cái quạt khúc ở chổng rồi hả? Ừ. Thay quạt khúc rồi. Làm gần xong rồi. Thay cái quạt hút ở trên nè. Đó, gắn cái kiến xong rồi, gắn cái sinh xong rồi. Bây giờ gắn cái toilet vô, với gắn cái cửa vô nữa là xong. Cái đèn nữa, gắn cái đèn nữa. Giờ chuẩn bị gắn cái thùng nước vô. Ủa anh thợ tay ngang sao anh biết làm ta? Lại hư bể mua khác tiếp.
Vậy mà dám dám nhận nguyên cái project bự vậy vậy hả? Làm nguyên cái bồn tắm luôn, cái toilet luôn, từ điện đến nước đồ này nọ, rồi xây luôn chứ, thợ xây luôn. Tại vì nghèo quá, khổ quá, phải tự làm hả? Làm cái này, làm cái toilet này không mà điện, nước, rồi lát gạch, lát ế, tùm lum tà la hết. Nhưng mà ba mày dám làm, hay thiệt. Nhà mình mà. Ông phải dám biết làm thì ông mới tự làm cho đấy chứ. Gắn gắn hồi lát cái chừng dư con ốc ông ơi. Làm phải có thợ dịnh nữa kìa. Dịnh. Thợ dịnh. Được cái The mirror. Đó là đưa ý kiến cho bà đó. Remodel. Đây. Yeah. Xong xong xong. Này kia bằng mộc gỗ này điện. Gần xong, đóng nẹp cửa rồi vô, đóng cửa rồi vô là xong. Bá cháy. Đẹp. Đó, thay cái quạt hút rồi đó không? Rồi, đèn cũng thay. Đẹp. Giờ gắn cái cửa rồi vô, gắn mấy cái đồ vắt khăn rồi này nọ. What you doing? Đã nói vậy, bá nghệ mà. Thợ mộc cũng làm luôn. Làm đồ nghề còn đồ giỡn không à. What you doing? Đang làm gì? Bán lề hả? Bán lề cửa. Rồi dẹp đi, chụp cho thằng tắm. Ơi. Cũng hết tuần chứ bộ. Hết tuần bộ. Nè cửa. Lúc trước là cửa mở vô, phải không? Đâu hình cũ. Đây là hình mới. Wow. Lúc trước là cửa mở vô, giờ mở ra. Đây. Nhàn đi về chụp nó mới được chứ giờ cái thui rồi. Thay xong toàn bộ. Lúc trước là cái cửa mở vô, phải đẩy vô. Bây giờ thì ảnh thay đẩy ra, mở ra. Phải tắt cái đèn đi chứ cái đèn ở chổng tối thui. Trời. Phải tắt cái đèn chứ không nó chói quá, không quá thay được. Đó, thay toàn bộ hết luôn. Đó, thay luôn cả quạt hút ở trên luôn. Cái trần luôn, cái la phong luôn. Đó, sơn phết lại hết. Rồi. Handyman đâu? Về. Ra đây chụp cho thằng Tám. Chụp cho thằng Tám. Tự nhiên vô cầu tiêu ngồi chụp hình. Bảy ngày đúng.
Rồi anh làm xong suy nghĩ làm sao? Cảm nghĩ gì? Trời ơi, đẹp mà, không ngờ mình giỏi vậy mà. Trời ơi, mình giỏi mà mình không hay luôn á. Mèo khang mèo đuôi dài. À, cũng nhận nhìn á, thiệt con trời giật cái tối ôm mền vô đây ngủ cũng ngon nữa, cũng vừa sạch nữa. Ok, goodbye.